Đây là con cá bơn, cá thần bơn hay còn gọi là cá lưỡi trâu. Hình dáng nó, em nói đây. Bụng. Mặt dưới. Mặt trên. Cá này làm món gì ngon nè? Rán kho, cá nè. Người Hàn, đây là loài giống cá này, người Hàn Quốc thì ăn lắm đấy. Còn họ rán với kho, không biết họ nấu cái gì thì mình không biết. Cái họ lấy nhiều thôi. Đây, cá thần luôn, cái đầu của nó này. Có 3 con đây, hàng mẫu ơi. Tươi ngon đây. Đấy, bình nó này, đỏ ke này, thấy chưa, không hao chưa. Đó, hàng tươi ngon luôn. Hàng quá tươi ngon chưa. Đấy, mấy bạn có nhu cầu liên hệ mua hàng thì liên hệ số 0984 514 163 nha. Hoặc là vào website haisanhaibinh.com. Đây là con cá thờn bơn. Con cá bơn hay còn gọi là cá lưỡi trâu, cái lưỡi nó giống cái lưỡi con trâu ấy, đen đỏ hồng hào, nó mắt này, cái mắt này, mặt dưới này, đây. Cá này thì nó có size, nó có loài nhỏ, có loài to, có size 5 làng trở lên, có tay dưới 5 lạng, giá nó khác. Cá biển nha. Cá thần bơn. Rồi.